Pha Phim Việt Nam giới thiệu bộ phim Sóng Thần. Các diễn viên chính: Corbin Burson, Juliana Phillips, Jess Henry, Lori Grandenberg và một số diễn viên khác. Quay phim Mark Aitken. Một đợt sóng thần khổng lồ khác đã tàn phá đất liền, lần này Puerto Vallarta, Mỹ Tây cơ. Chúng ta sẽ cho quý vị xem một cuốn băng nghiệp dư do một người sống sót đêm qua quay lại. Phóng viên Anne Winslow đang có mặt tại hiện trường. Frank, không lời nào tả nổi cảnh tàn phá nơi đây. Những gì chúng ta thấy nơi đây nói lên tất cả. 10 ngày trước, một cơn sóng thần đã tàn phá đảo Honshu của Nhật Bản. Cơn sóng này còn ghê gớm hơn. Mọi người đang sợ hãi vì bắt đầu hỏi còn nữa không, và nếu còn thì ở đâu. Chúng tôi vừa nhận thông tin từ trung tâm cảnh báo sóng thần. Một đợt sóng thần đã hình thành, có thể gây tổn thất lớn cho nhiều vùng đất ở ven biển Thái Bình Dương. Không thể tiên đoán được chiều cao của những cơn sóng. Sau đợt sóng đầu tiên, những đợt sóng kế tiếp vẫn còn nguy hiểm trong nhiều giờ liên tục. Đạo diễn George Miller. Này, nãy giờ mẹ ở đâu Cody? Tao kiếm mày khắp nơi. Mẹ ở đâu nãy giờ? Nó lo lắm khi thấy ông đi mà không gọi nó, tiến sĩ Watt. Tôi tìm nó khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả, thật đó. Sống ngoài kia thế nào rồi? Như mọi ngày, đủ làm cho tôi vui. Này tiến sĩ, ông là một nhà khoa học có phải không? Hết rồi. Những cơn sóng thần đó, ông có thể dự báo trước khi nó đến không? Không ai làm được, Jake. Hầu như vậy. Bởi vì được lướt dán vào một ngọn sóng thần chắc là khoái lắm. Ê Cody, lại đây. Tao có đi tìm mày mà, nói thật đó. Nè, mày đói bụng không? Trái với ý kiến của nhiều chuyên gia chống lại giữ tiền tiết kiệm bằng trái phiếu kho bạc, tiền lãi cổ phần cao hơn dự kiến rất nhiều. Tất cả những mặt hàng tuyển chọn được tăng giá trị từ một năm nay. Điều này đáng được chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Thị trường chứng khoán ngoại quốc vẫn không thay đổi nhiều từ hôm qua, nhưng thu nhập địa phương thì đang tăng. Biết rồi, những chuyên gia hàng đầu thế giới về đáy biển đã được mời họp tại Viện Nghiên cứu Hải dương học của thành phố. Cuộc họp được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học Quốc gia của Washington. Với cơn sóng thần thứ hai vừa xảy ra, hội nghị này càng trở nên cấp bách hơn. Tiến sĩ Agamo, tôi xin phép dừng. Là một nhà địa chấn học, xin ông cho biết, ông có tin rằng những trận động đất dưới đáy biển là nguyên nhân của những cơn sóng thần này không? Sóng thần thật là còn quá sớm để kết luận. Thật tình, hai trận liền nhau như thế này thì cũng khá bất thường đấy. Dần không bình thường chút nào cả.
Xin lỗi, tôi phải đi. Tiến sĩ Agamo, xin lỗi. Những nhà khoa học được mời sẽ... Tiến sĩ Wan, tôi là Marlon Clark, còn đây là Frank Grisick. Sao anh biết tôi đang ở đây? Chúng tôi lúc nào cũng biết ít nhiều. Anh có thể về bảo họ là tôi không quan tâm. Tôi đang bận. Phải rồi. Đến giờ lướt dáng mà. Các bạn đi đi. Tôi nói thật đấy. Ông đi theo chúng tôi, tiến sĩ Quan. Chúng tôi cũng nói thật đấy. Dân, John Quan. Dân. Cài dây an toàn lại giùm. Tôi chỉ muốn xem có ai đến đây. Tiến sĩ Hiroshi Agamo, tiến sĩ John Benner, tố tiến sĩ John Wan. Lạ thật, tại sao họ lại kéo ông ta đến đây làm gì? Tôi không hiểu nổi. Ông ta đã rút lui từ nhiều năm nay thì cứ quên ông ta đi. Điều đó cũng hơi khó chịu phải không? Ông ta đạt đến đỉnh cao trong ngành rồi bỗng nhiên bỏ nghề. Nhưng anh ta cũng có nhiều đóng góp khá quan trọng trong khi đang làm việc. Tôi ghét những kẻ bỏ cuộc. Tiến sĩ Wan, John Benner, vì làm thực sự đến đây. Dần đúng thế. Thưa ông, tôi đã đến. Tiến sĩ Jessica Weaver, đây là John Wan. Thật là bất ngờ quá. Hân hạnh được gặp cô, tiến sĩ Weaver. Cô ấy là nhà hải dương học trụ cột của viện hải dương. Đã lấy hai bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ trong ngành. Hải quân đưa cô ấy về đây. Hiện vẫn còn là thiếu tá. Chắc lần sau tôi nên đứng nghiêm chào cô ta hả? Tôi là Edgar Purcell của cơ quan an ninh quốc gia. Biết ngay mà. Tôi không biết tất cả các vị nơi đây, nhưng tôi biết danh tiếng của mỗi người. Chúng ta ở đây bởi vì cho đến hôm nay, hai trận sóng thần đã giết chết 97 người và gây thiệt hại khắp thế giới, ước lượng trên 1 tỷ đô la. Chính phủ muốn biết điều gì đã xảy ra. Có phải đó là một chuỗi di chuyển của kiến tạo địa tầng? Tiến sĩ Agamo, gây ra bởi những nhiễu loạn của những luồng nhiệt dưới đáy biển. Hay đó là những chuỗi cộng hưởng âm ba mà chúng ta phải để mắt đến? Một cái gì bao hàm một sự liên tục toán học mà chúng ta có thể dự đoán được? Dự đoán? Cái này thì chịu thôi. Không được. Không được. Là một tiếng mà chúng ta không muốn nghe. Điều mà chúng ta muốn và cần ngay bây giờ là một điều gì rõ ràng. Sự xáo trộn ngoài khơi vào ngày 1 tháng 7 đã hình thành trong khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ. 95 phút sau đó, một đợt sóng thần cao 10 mét đã đập vào hòn đảo Honshu, Nhật Bản. Sự dữ loạn vào ngày 10 tháng 7, mạnh 6.7 độ Richter, hình thành ngay đây. Chỉ 55 phút sau, sóng thần tàn phá Butovolata. Và cơn sóng này còn cao hơn nhiều mét nữa. Có thể khẳng định rằng cả hai trận sóng thần này đều không được tạo ra bởi núi lửa bùng nổ. Các ông có xét đến khả năng bom nguyên tử không? Những số ghi về địa chấn trong cả hai trường hợp đều không biểu thị sự hiện diện của bom nguyên tử. Dù sao đi nữa, chỉ một quả bom cũng không thể làm được điều này. Jimmy Doolittle đang nghĩ rằng chuyện đó có thể. Stanley, cậu John, lâu nay tôi nhớ cậu lắm. Tôi không thấy tên bác trong danh sách. Danh sách đó của tôi đây, chính tôi đã lên nó. Cậu cá có vui không? Còn lướt dáng thì sao? Đã lắm. Ông vừa nhắc đến một quả bom, tiến sĩ Sick. Không phải bất cứ quả bom nào, quả bom đó thôi. Cả hai thì đúng hơn. Cuộc chiến sắp kết thúc và chúng ta sắp thắng. Nhưng với cái giá nào? Jimmy đã đột kích Đông Kinh, một chiến dịch khá mơ hồ. Nhưng về mặt tâm lý, ông ta đã biết là chúng ta có bom nguyên tử. Ông ta có ý định thả một quả bom xuống vịnh Đông Kinh và tạo ra một sự cố gì cho người Nhật thất tỉnh. Một sự cố gì mà họ phải thực sự chú ý đến, một cơn sóng thần. Tưởng Dulles có ý định dùng trái bom thứ hai hay không? Dĩ nhiên là có. Ông muốn phá hủy biểu tượng muôn đời của Nhật Bản. Núi Phú Sĩ. Chính là nó.
Chúng ta đang quên dạy thiên thạch. John Lewis đã nói rằng hầu hết những thiên thạch đều rơi xuống biển. Ông làm những mô phỏng trên vi tính về hậu quả mà những cơn sóng thần tạo ra bởi thiên thạch rơi có thể gây nên. Số ghi trung bình về thương vong là 100 người chết và 1.000 người bị thương. Và ngoài ra, bất cứ một cuộc va chạm nào mạnh như vậy đều cho chúng ta một chỉ số Richter rất giống như... Tôi xin lỗi, nhưng tôi không tin điều đó. Không phải là tôi muốn bất đồng ý kiến với Lewis. Ông ấy rất giỏi và nói thật. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao ông ấy không có mặt nơi đây. Nhưng quan điểm của tôi là có hai cơn sóng thần gần như kế tiếp nhau và điều này hoàn toàn vượt xa bất cứ tỷ lệ xác suất nào. Vậy lý thuyết của ông là gì, tiến sĩ Wall? Bom nguyên tử à? Có những người đủ giàu để mua bao nhiêu bom cũng được và những trò ăn chơi khác. Vậy chắc là ông không có trong nhóm đó rồi. Cảm ơn. Này, quý vị muốn tôi giúp thì tôi sẵn sàng. Nhưng cái này đúng là phí thời gian. Quý vị muốn thiên thạch thì cứ việc đi. Nhưng trước hết, xin hãy bảo chính phủ dùng vệ tinh kiểm tra đáy biển xem có những hố sâu nào mới tạo ra do va chạm hay không. Và còn tôi thì tôi cũng phải đi đùa với sóng nước một chút đây. Lịch sự thật. Vâng, cứ nói đi. Ông Wall, tôi không ngạc nhiên lắm khi họ kéo ông vào chuyện này. Chuyện gì? Ông là ai? Thiên thạch, đồ ngu. Ai nói chuyện đấy? Kế hoạch của tướng Dooley. Hãy tưởng tượng một cơn sóng thần có thể đã làm được gì cho quân sĩ chúng ta và người em ở Normandy. Hãy nghĩ đến bao nhiêu mạng người có thể đã được cứu rồi. Ông nói đúng. Rất tiếc là chúng ta không thể kiểm soát được thiên nhiên. Lâu nay không theo dõi tin tức sao? Chúng ta có thể đây. Ông thấy chuyện đó vui lắm à? Ông đang cười đấy hả? Đồ sợ ông bạn à, chuyện gì đang xảy ra đây? Chưa đâu, ông Wall. Ông Wall. Ông Wall, cái gì? Bia của ông bắt đầu hết lạnh rồi đấy. Valerie, cảm ơn chị đã đến tham gia buổi nói chuyện hôm nay. Đặc biệt cho quý vị khán giả, Marty có một vài mẹo hay mà quý vị sẽ thấy rất hữu ích. Marty, chúng tôi tạm ngưng chương trình này để thông báo đến quý vị một tin đặc biệt. Cách đây 20 phút, một ngọn sóng thần cao 15 mét đã ập vào bờ biển phía bắc của Hawaii. Các báo cáo cho biết rằng ngọn sóng đã tràn vào gần nửa cây số trong đất liền, tàn phá khủng khiếp trên đường đi. Chúng tôi sẽ đưa cảnh hiện trường đến quý vị trong chốc lát. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình thường lệ. Tôi đã bảo họ đừng chuyển những cú điện thoại của anh đến tôi nữa, Alan. Bởi vì chúng ta không còn gì để nói với nhau. Không, tôi không cần biết là anh đang nghĩ gì, Alan. Alan, à, vì vậy mà người ta mới gọi đó là ly dị đấy. Mẹ kiếp Alan, tôi đã nói là không mà. Chào cô, tôi là John Wall đây. Ê, Cody. Này, đợi đã. Xin chào. Chào. Gì đâu mà tôi lại hân hạnh được ông đến thăm. Cody,
đây là thiếu tá Jessica Weaver của hải quân. Mày đứng yên ở đây nhé, không đi. Tiến sĩ Wan, tôi cũng bận rộn lắm. Edgar đang kiểm soát Hawaii. Ông muốn gì? Tôi cần trở vào viện hải dương. Vậy sao? Ông đã đến rồi kia mà, hình như ông không thích nó lắm. Không đi. Ngay khi tôi về nhà sáng nay, có người gọi điện thoại cho tôi. Anh ta nhắc đến kế hoạch của Dolly. Và rồi, thảm họa đã xảy ra. Cái này nghĩa là gì? Thời nào tiến sĩ Wan, 9 năm cũng có thể tự vẽ và gửi hình này cho mình. Rồi tôi đến thẳng đây bởi vì cô là nhân chứng lý tưởng nhất. Dĩ nhiên, đó là điều khôn nhất để làm và chúng ta cùng biết là ông không ngu tí nào. Thôi mà, những cơn sóng đó đã được chế tạo ra, tôi tin thế. Và cô cũng gần tin như thế. Vì đó là lý do thực sự mà hội nghị đã được tổ chức. Vì thế mà Edgar Purcell và cơ quan an ninh quốc gia cần tất cả chúng ta có mặt trong cuộc họp. Mời ông vào. Có phiền không? Nó đã vào rồi. Còn gì nữa? Cody. Cà phê chứ? Dần. Nhà cô đẹp quá. Khỏi mất thì giờ, ông bạn. Hình như Marcel với ông có một quan hệ rất đặc biệt. Cô cũng thấy vậy à? Tôi nghĩ mọi người đều thấy. Thế ông nghĩ rằng người gọi điện thoại cho ông phải có mặt trong phòng họp lúc đó? Tôi dám cá đấy, thực sao? Người đó là ai? Bernard? Không, ông ấy quá hiền. Để chúng ta loại ông ta ra trước. Suýt thì sao? Vô phương, ông ta là người dạy tôi còn hết mọi điều tôi biết. Cô cũng thấy đó, ông ta là người rất ngay thẳng. Đợi nào để làm những chuyện này. Vậy là hai người còn lại là Agamo. Ông ta quá tận tụy, là biểu tượng của một nhà bác học gương mẫu. Ông ta biết rất nhiều về những luồng không khí nóng của hẻm núi. Hiroshi Agamo đã cỡ trên con ngựa đó từ 20 năm nay, trong khi ông chỉ cỡ những ngọn sóng. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn chứng minh là không cần nhiều lời. Bây giờ chỉ còn lại ông thôi. Và cô, tôi tưởng ông đã cá rằng người đó là đàn ông mà. Tôi có thể ghét rất nhiều chuyện mà thiên hạ đã gây ra cho thế giới này, nhưng tạo ra những cơn sóng thần giết người thì quả là không thể tha thứ. Tốt lắm. Chúng ta vừa vượt qua tất cả những người có mặt trong buổi họp, nhưng ông vẫn nhất định một người trong phòng là thủ phạm. Tôi cá bao nhiêu tiền cũng cá. Ông đừng có nói hoài về tiền bạc. Ông có giàu không? Ông sinh sống bằng cách nào? Tôi chơi chứng khoán. Vì ông là một nhà giàu, độc lập. Và một kẻ bí ẩn nào đó đang tiếp xúc với ông. Bởi ông có những bức hoạt hình. Tại sao? Tôi không biết. Tôi không thể vào viện hái dương được. Tôi cần cô giúp tôi. Giúp ông làm gì? Tôi muốn cô điều tra hết mọi người có mặt tại hội nghị, qua hồ sơ cập nhật của an ninh hải quân, kể cả tôi. Kể cả tôi nữa. Dĩ nhiên là tôi sẽ bắt đầu với ông đấy. Cà phê đậm quá à? Dân. Thêm chút đường đi. Cô có thấy con chó của tôi đâu không? Cody. Juan. Dân. Anh muốn tôi tìm chuyện gì? Bất cứ chuyện gì. Khó hiểu. Cody. Chính anh mới là khó hiểu. Tôi là một trang sách mở. Còn cô, Alan là ai vậy? Tôi là một trang sách đóng. Đó là chồng cũ của tôi. Sao anh tài vậy? Tài gì? Bắt tôi kể cho anh chuyện mà tôi không muốn kể. Bình tĩnh nào. Cô chưa kể gì hết trơn mà. Khâu đi. Chào cậu. Chào thầy. Những cơn sóng thần đó lớn cỡ nào? 17 mét. Và có thể là 20 mét. 20 mét. Đừng nói với tôi là thầy không muốn thử lướt trên những ngọn sóng này nhé. Cậu đi sao kỳ vậy? Nó lúc nào cũng đợi ông thầy chơi gậy cho nó mà. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Tiếp sư qua.
Sóng thần. Sóng thần ư? Sóng thần. Sóng thần à? Đã quá. Trích, đừng bày đặt. Nó sẽ giết cậu chết. Cody, Cody lại đây nào. Cody, Cody nhanh lên. Cody, mau lên. Nhanh lên. Cody, Cody, mau lên, vào đây. Vào đây, phía sau nè, nhanh lên. Bình tĩnh nào, đưa tay cho tôi. Nào. Cứu. Câu đi. Ôi. Câu đi. Câu đi. Câu đi. Xem giùm bạn tôi có gì không? Đây. Xem giùm bạn tôi có gì không? Tôi sẽ làm ngay. Có người bị thương, anh GT chăm sóc ngay đi. Anh ta sẽ ổn thôi. Để tôi xem cánh tay ông thế nào. Tôi không sao đâu. Không được, ông phải ngồi xuống đây để họ xem vết thương cho ông. Nào, ngồi xuống đi. Mình hay nhắc tới một cú đánh phẫu thuật. Cứ nhìn kìa, nhìn kìa, có một vùng Dương Hải bị tàn phá. Trong khi cách đó một vài đường phố, người ta chứng thản nhiên nướng thịt ngoài trời. Và ngay trước khi thảm họa xảy ra, John Wall ghé thăm cô. Chuyện này nghe thú vị đây. Ông nghĩ chính anh ta gây ra chuyện đó sao? Nhà anh ta ở đó mà. Biết đâu anh ta định dời nha. Tôi đi xuống đó xem. Cô cứ làm đi. Nhưng trước khi cô đi, để tôi cho cô biết một vài điều về người bạn mới của cô.
Năm 1981, anh ta dẫn đầu những cuộc thí nghiệm về vũ khí cao cấp tại đảo Greg do Viện Nghiên cứu Quốc gia. Năm 84, anh ta nhận giải Nobel cho công trình nghiên cứu về cách triển khai hệ thống hướng dẫn thử việc. Tôi biết hết. Cứ nghe tôi nói đi. Một năm sau đó, anh ta xâm nhập vào một mạng lưới bí mật, khám phá ra rằng chúng ta đang xem xét chuyện dùng một vài vũ khí đó để tái vũ trang Iran. Anh ta tiết lộ tin đó cho báo chí, rồi xông thẳng đi văn phòng của ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ, vì quăng tờ Washington Post lên bàn để cho ông này sẽ là người đầu tiên được biết anh ta đã làm gì. Ông Thứ trưởng gọi anh ta là tên phản bội, thì đúng là như thế. Do Wall đã đánh ông ta. Ông Thứ trưởng lúc ấy sắp vi phạm luật pháp, chỉ là dự tính thôi, nhưng bằng cơ thì rõ ràng phạm luật. Rồi sau đó không biết làm như thế nào anh ta thoát được và biệt tích giang hồ. Tôi nghĩ là anh ta vẫn còn căm hận chế độ. Tôi nghĩ là anh ta bất cần nếu như thiên hạ phải chết. Ông nói xong rồi chứ, cô đừng mong tìm thấy anh ta. Tôi biết. Tôi biết anh ta rất rõ. Wan có thể làm điều này mà không cần mở mắt. Tiến sĩ Wall. Ôi trời ơi, anh đang ở đây khi mà... Tránh ra đi. Tôi đã gặp Edgar. Ông ta tin chắc là anh đó. Cô đến không đúng lúc tí nào cả, hiểu chưa? Tại sao anh lại thách thức ông ta buộc tội anh như thế? Tại sao? Đi chỗ khác chơi đi. Chắc chắn là anh biết làm thế nào để tạo ra những cơn sóng đó. Bộ cô nghĩ là tôi sẽ làm những chuyện đó sao? Để hại ai? Con chó của tôi chết rồi. Còn nhà tôi thì không biết nữa. Nó còn đó không? Còn đó không? Tôi còn sống là phúc 70 đời rồi. Cô có thể dẹp cái ý tưởng là có ai đó đã dùng bơm để gây ra thảm họa này đi. Sao anh biết chắc dữ vậy? Wall, tôi như người trong bóng tối, trong khi anh hành động như là anh biết hết mọi chuyện. Tôi không biết hết, nhưng tôi có tham gia vào những cuộc thử nghiệm hạt nhân ngoài khơi. Dân, chúng tôi đã cố tạo ra những cơn sóng thần. Và tôi có thể nói với cô điều này, một vụ nổ bơm, nhất là bơm hạt nhân, là một cách tồi tệ nhất để làm chuyện đó. Chỉ tạo ra toàn là diệt. Nước bị khuấy động thì lại bốc hơi. Nếu có gây ra sóng, nhưng đến lúc ngọn sóng ra đến bờ thì tan đi hết. Nếu chuyện không thể làm được thì tại sao họ lại quy trách nhiệm giao anh? Bởi vì tôi đã đến rất gần với phương cách có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Tiến sĩ Graver, không ai biết tôi đã đến gần tới đâu. Nhưng tôi không thực hiện nó, Graver. Và tôi bỏ cuộc. Tôi tự dựng ra một kịch bản để dễ rút lui. Tôi đánh một tên quan chức của Bộ Nội vụ, rồi lợi dụng một kẻ khờ có pháp luật để thoát tội. Sau đó tôi chẳng quan tâm gì. Họ muốn chết thì họ cứ chết đi. Tôi rút lui. Và tôi muốn đứng ngoài dòng mãi mãi. Tôi muốn đứng ngoài dòng mãi mãi. Hắn ta muốn tôi ráng tìm hắn. Anh đang nói chuyện gì vậy? Tên thủ phạm có chuyện này, của cú điện thoại, của bức hoạt hình, đúng là một sự mời gọi. Hãy tìm ta thử xem. Vậy thì anh sẽ tìm hắn. Cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ tìm ra hắn. Không chừng tôi có thể giúp được anh. Mình đi nào.
Nhưng Hải Dương xin nghe. Jesse Weaver đây. Chúng tôi nói chuyện với Edgar Purcell. Purcell đây, Edgar. Tôi vừa ở bãi biển về. John Wall biến mất. Anh ta đã có mặt lúc đó, nhưng bây giờ thì không. Chính xác là người nào nói anh ta đã ở đó. Tôi nghĩ ông nên theo dõi một vài người khác nữa đi, ngoài Wall ra. Có đây, tiến sĩ Weaver. Cảm ơn cậu được góp ý. Edgar, tôi mong ông chú ý đến nhiều yếu tố khác ngoài cách thức anh ta đã sử dụng. Về ngủ đi, tiến sĩ Weaver. Đồ khốn kiếp. Dân, đừng quên rằng ông ta là một tên khốn kiếp siêu hạng. Quên, anh phải đưa tôi xem vết thương ra sao. Này, cứ lái xe đi. Sáng sớm hôm nay, Tổng thống đã bay đến vùng bị thiên tai và gặp những người sống sót để chia sẻ mối quan tâm của ông. Trong một tuyên bố khác, Nhà Trắng đã yêu cầu toàn dân hãy giữ bình tĩnh. Ông Clark, hội nghị đặc biệt này tại sao họ lại tổ chức? Ông Purcell đã quyết định rằng John Wall phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Tôi không nghĩ là ông ta đã quyết định đâu. Vậy nếu như không phải là John Wall, thì là một trong nhóm của chúng tôi. Ông nghĩ là không có khả năng đó à? Trái lại thì có. Mỗi người của chúng tôi đều đang nghiên cứu khả năng kiểm soát một nguồn sức mạnh thiên nhiên như thế. Nơi này, viện Hải Dương, được nhà nước tài trợ rất nhiều, bởi vì kiềm chế được đại dương sẽ làm cho mọi người chú ý. Vì vậy rất có thể là một trong nhóm chúng tôi đang làm chuyện đó. Dĩ nhiên là không phải tôi. Ngồi yên nào con. Tôi biết phải làm gì mà. Tôi có học 2 năm dự bị y khoa trước đây. Rồi sao? Nói tôi nghe đi thiếu tá. Nói về chuyện gì? Anh nhát như thỏ đế, không dám nhìn chứ gì. Đúng vậy, khi chính tôi bị thương. Được rồi, cô đã học vài năm y khoa rồi sao nữa. Đừng bắt tôi phải nghe mẫu đơn xin việc của cô. Tôi cũng vậy đó. Đã từng đi Afghanistan làm điệp viên. Thôi được rồi. Cha tôi khi xưa là hải quân ở Hàn Quốc à, dân. Khi ông về khu thì sanh ra tôi. Ông lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều lắm. Tôi lớn lên rất yêu biển. Tôi yêu nó lắm. Này, ngồi yên đi, được rồi. Anh muốn nhìn thử không? Cô muốn nhìn thử không? Thấy sao? Khẩu hay lắm. Cảm ơn. Cô giỏi thật. Để tôi kiếm cho anh cái áo nhé. Cô Ellen đấy. Tôi đã tính quăng nó rồi. Nhưng cũng may là chưa. Coi nè, cũng hơi chật một chút. Anh ta thật sự mặc cái áo này à? Tôi cũng định giặt đồ đây. Cô có máy giặt không? Cô Weaver? Dân có, gọi tôi là Jesse đi. Vẫn còn giữ cái áo của chồng mà. Tôi cũng thấy thú vị đấy. Chẳng thú vị gì cả, chỉ là áo quần thôi. Không hẳn thế. Đó là vì quần áo của Ellen. Chắc cô vẫn còn chút tình cảm với anh ta đúng không? Chẳng còn gì hết. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng liên quan đến anh mà. Phải, tôi xin lỗi. Thôi không sao, cô nói đúng. Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi phải đi đây. Đi đâu? Viện Hải Dương, không nhớ sao? Anh đừng dùng điện thoại nha. Cô sợ họ nghe lén. Tôi biết là họ sẽ nghe. Đừng phá bể nhà trong khi tôi đi vắng nhé. Quên, gọi tôi là John. John. John Wall. Jessica Weaver. Này, tên mình có cùng chữ đâu đấy? Giỏi lắm. John Wall lúc trẻ rất thông minh, bốc đồng và lý tưởng. Một nhà khoa học điển hình. Tôi có mặt lúc đó khi sự cố với ông bộ trưởng xảy ra. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã có một cảm giác. Thật ra, khi tôi gặp anh ta hôm nọ, tôi cũng có cùng một cảm giác. Cảm giác gì vậy, tiến sĩ Ship? Cái lý do mà anh ta rút lui, tôi không nghĩ đó là lý do thật. Tôi nghĩ có một cái gì khác. Tôi nghĩ có một điều gì mà anh ta tìm ra và muốn giữ bí mật. Giữ bí mật? Hay muốn giữ riêng cho mình? Câu hỏi của ông làm tôi bức xúc lắm, ông Clark. Không truy cập được. Không thể nào đến gần hồ sơ của họ được. Wall. Trời ơi. Xin lỗi. Này, đằng sau đó trống hết rồi, có tìm được gì?
Mã số. Tôi tưởng có thể ráp nối với máy tính trung ương của viện Hải Dương, nhưng tôi bị chặn ngang. Để tôi kiểm tra thử một hồ sơ khác. Đại diện tôi thế nào xâm nhập hồ sơ của họ được. Edgar cứ đi qua đi lại dòm ngó tôi. Agamo thì dùng máy tính trung ương. Vừa xong thì đến phiên Banner. Nối mạng vào phòng nghiên cứu sống để làm việc. Không sao, nhìn kìa. Phòng thời tiết quốc tế. Hình ảnh thời tiết của hôm nọ. Anh làm sao được thế? Dịch vụ thời tiết có tất cả những mô hình thời tiết diễn giảng ra bằng tọa độ số. Dùng một thuật toán đúng để điều chỉnh. Ta sẽ có được màn hình. Đây, nhìn nè. Cơn sóng thần hồi sáng này. Ở một nơi nào đó phải có điểm triệt tiêu. Tôi biết. Mình hãy tìm nó. Không, tôi muốn nói rằng đó là điều mà Bena đang tìm kiếm. Ông ta đã đưa nó lên máy giám sát của phòng nghiên cứu sống. Hôm nay à, anh không chịu nghe. Anh ta đã tìm và đang tìm. Anh ta vẫn còn ở đó. Bởi vì anh ta nghĩ là mình sắp tìm ra. Tôi muốn hỏi câu này. Nếu cô tạo ra sóng thần và không muốn ai biết được nó từ đâu đến, thì cô sẽ làm gì? Tìm một máy tính đủ khả năng để chỉ mình làm thế nào. Bernard, sao? Tôi không thể tin được. Không hoàn toàn vô lý đâu. Khi chúng tôi nghiên cứu về sóng thần, chúng tôi đã dùng những mô hình toán học do ông ta tạo ra. Nhưng ông ta rất hiền. Chính anh cũng nói thế mà. Dần, ông ta là một trong những đứa con cưng của khoa học lý thuyết như tôi vậy. Nhưng cô vẫn nghi ngờ tôi, phải không? Có phải không? Chắc ông ta đi rồi. Cô có nghe mùi gì không? Để tôi mở đèn. Có mùi khét. Phải gọi cảnh sát. Khoan, mình sẽ gọi. Nhưng trước hết, tái xem ông ta đang làm việc gì. Lisbon. John, mình phải chạy thôi. Cho tôi vài giây nữa. Lisbon. Phải liên lạc với Trick mới được. Để xem cậu ta ra sao. Chuyện bắt đầu trực tiếp đến tôi rồi đấy. Ai đang gây ra việc này không chỉ muốn tôi chịu trách nhiệm. Hắn ta còn muốn tôi chết. Một khi tôi bị tóm, ngay lúc này hắn cần tôi sống để mọi người khác phải bận rộn trong khi hắn chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Lisbon. Đó là bí mật của Bena đang tìm. Năm 1755, một trận sóng thần đập vào Bồ Đào Nha và giết chết 60.000 người. Có lúc tôi tưởng Bena có kế hoạch tạo lại thảm họa đó. Tôi cần phải tìm một nơi nào đó để vào màn trở lại. Tôi phải kiểm tra một vài chuyện. Mình không thể về nhà tôi được. Họ bắt đầu tin rằng anh chính là người đã gây ra những trận sóng thần. Bây giờ họ lại còn nghĩ rằng chúng ta đã giết Bernard. Tự nhiên tại sao tôi lại dính vào chuyện này thế? Như bà sẽ đã nói, vì tôi quyến rũ. Cảm ơn. Tôi sắp xong rồi. Có gì lạ không?
Tổng thống nói rằng chính phủ hoàn toàn làm chủ tình hình. Thật sao? Dân, giờ có một anh chàng theo thuyết sống còn, sắp mua một đỉnh núi và xây một chiếc thuyền. Tôi nói thật đấy, tôi đang bị đau đầu quá đây. Anh cần tắm cho khỏe. Cô muốn nói gì? Tắm càng nóng càng tốt. Rồi khi xong thì gọi tôi, xin tuân lệnh. Đã quá. Nước biển không tốt cho tóc đâu, anh biết không? Bây giờ thì đã quá muộn với tôi rồi. Tôi đọc rất nhiều về anh khi tôi còn học trong đại học. Anh thật khác thường. Tôi cũng chưa già lắm đâu. Won? Sao? Tôi ganh tị. Với ai? Với anh. Anh chỉ làm đúng những gì anh muốn làm thôi. Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Tụi mình trông có giống những kẻ bị truy nã không? Mình sẽ chạy trốn hoài sao? Nếu bị bắt buộc, lần trước họ tìm ra anh mà. Anh rất thích em so bóp phía bên đó. Giờ đi lần lên, em sẽ so bóp khắp nơi cho. Dân, thưa ông Bursell, chính là họ đó. Cảm ơn. Biết ngay mà. Tôi đã biết chính là hắn. Ngay từ lúc đầu, tôi có linh cảm như thế. Vừa tìm được xe của Weaver đậu ở gần phi trường Burbank, chúng tôi thấy cái này dưới kính chiếu hậu, một cái micro thật nhỏ. Họ muốn chơi trò gì đây? Ông hãy đọc xem. $1 tỷ. Không phải chuyện đùa đâu ông bạn à. Chứ chúng ta sẽ phải thương lượng thôi. Tôi sẽ liên lạc ngay. Anh khỏe chưa? Khỏe rồi. Chúng ta đang tìm gì đây? Không phải gì, mà là ai. Tôi đã thử lục hồ sơ của an ninh hải quân về mọi người rồi. Thôi không cần nữa. Điều chúng ta đang tìm là bất cứ một liên hệ bất thường nào về sóng thần với bất cứ ai có mặt tại hội nghị. Không có lý do gì để cho họ lại xếp một chi tiết nhỏ như vậy vào loại bí mật cả. Tôi đang xâm nhập hồ sơ chính của Viện Khoa học Quốc gia để xem. Ngủ yên đi, Chun. Tôi biết là không phải ông. Anh cần một mã số gốc. Thử sóng thần xem sao. Không được, nó quá chung chung rồi. Thử tsunami. Chào tiến sĩ Agamo. Agamo. Hãy thêm một tiêu đề khác xem. Vũ khí gây địa chấn. Nhiệt hạch. Anh đã nói là không thể dùng bom được. Sóng thần xảy ra khi đáy biển bị biến đổi bởi động đất hay núi lửa phun ra. Nhưng chúng ta không thể gây ra những chuyện này được. Agamo đã khẳng định như thế. Sóng thần cũng có thể xảy ra khi có một trận lở đất trong lòng biển. Nghĩa là sao? Chẳng hạn họ phá vỡ núi. Nhìn nè, có 3 phần tham khảo liên kết sóng thần với nhiệt hạch. Đập vỡ là gì vậy? Một luận án tiến sĩ từ năm 1959. Kế hoạch phú sĩ sơn của tướng Dulwich có cơ sở và có thể đã chấm dứt chiến tranh và cứu được nhiều mạng người. Có tưởng tượng bao nhiêu mạng người đã được cứu sống nếu một ngọn sóng thần đã được tạo ra để quét sạch bờ biển Normandy? Anh đã nói điều này ở hội nghị không? Standish Ship đã trình bày ý kiến của Dulwich. Em nhớ không? Anh có kể là có người gọi anh tại nhà ngay sau buổi hội nghị. Người đó cũng nói về Normandy. Tiến sĩ Ship, chúng ta có thể tạo ra sóng thần được không?
kinh lý thuyết hoàn toàn có thể bằng cách phá vỡ một quả núi dưới đáy biển bằng bơm hắt. Lượng nước bị xáo trộn. Ôi, cái gì đấy? Cái gì vậy? Cái quỷ gì thế? Chúng ta đã bị phục kích. Ông ta đã cài một chương trình vào đây để kiểm soát tất cả tài liệu của ông và cho ông biết nếu có ai đột nhập vào. Chào bác Stanley. Tại sao ông ta không xóa bài viết đó đi là xong chứ? Stanley ship mà xóa sao? Không bao giờ. Chúng ta cần nói chuyện. Hãy gặp tôi trưa mai dưới thuyền cứu hộ số 2 trên tàu Queen Mary. Nếu anh cho ai biết, sóng thần sẽ không bao giờ ngưng đâu. Không bao giờ. Bảo Clark đến gặp tôi trưa mai trên tàu Queen Mary dưới thuyền cứu hộ số 2 với một chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu như các anh manh động, sóng thần sẽ không bao giờ ngưng. John Wayne. Chúng ta sẽ xóa sổ John Wall. Hắn nói nếu chúng ta làm trò gì thì sóng thần sẽ tiếp diễn một trận nữa. Thiệt hại sẽ ghê gớm lắm, mặc dù chúng ta sẽ tấn cổ hắn. Có một đối tượng kìa. Đồ phách lối. Tao dạy mày hết mọi chuyện. Mày tưởng mày có thể làm chuyện đó như lấy đồ trong túi sao? Phải rồi, bấm nút thì dễ lắm, nhưng bấm cò súng thì sao? Mày nhìn tao nè. Phía này. Anh làm gì ở đây? Đến gặp ông. Vì ông đã bảo tôi. Nhưng không có một tỷ đô la đâu. Khó xử đấy. Một tỷ đô la gì? Tôi bắt đầu hiểu rồi, Clark. Anh hãy nghe tôi nói. Tôi biết anh là hung thủ. Tôi cũng biết vậy, ông. Không, không. Này, tôi nhận cùng một tin nhắn. Đó đúng là điều hắn ta muốn đấy. Này. Này. Nằm xuống nào, nhanh lên. Clark bị bắn rồi. Này, bình tĩnh nào anh bạn. Này này, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, nhanh lên nào. Lên thuyền ngay. Nhanh lên. Cố lên nha. Bình tĩnh nào. Nhanh lên. Lên thuyền đi.
Jesse, cúi xuống mau. Hiểu rồi, có sóng thần đến, chúng ta chỉ còn một phút thôi. Di tản mọi người ra khỏi tàu ngay. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Nhanh lên nào, đi nhanh lên. John, khoan đã, không, nghe đi. Hắn ta lại giở trò nữa rồi. Bình tĩnh. Anh điên rồi sao? Nó đang ập xuống mình kìa. Đây là cơ may duy nhất của mình đó. Ôi trời ơi. Nào. Nào. Bám chặt vào. Bám chặt vào. Ôi trời ơi, hắn thích chuyện hắn đang làm lắm đấy. Ở đây mình có được yên ổn không? Tạm thời thôi. Mình đốt lửa lên đi. Không nên. Chúng ta đâu biết có ai ở gần đây không? Anh nghĩ là họ đang tìm mình à? Dù sao cũng đừng nhóm lửa. Anh đi xuống dưới kiếm thức ăn nhé. Vì nơi này đóng vai trò gì trong kế hoạch của John Wall? Vợ cũ của anh đã sống nơi đây được vài năm. Vợ cũ đã từng sống ở đây. Một mình à? Không, với một anh chàng mà anh đã bắt gặp đang ngủ với cô ta. Anh ta là ai? Một gã nào đó. Anh không bỏ việc vì những bất đồng về tính cách hoặc nguyên tắc. Nhưng vì cô ấy có đúng không? Không đúng. Họ đã tưởng anh ngay từ khi vừa tốt nghiệp. Và anh hoàn toàn hạnh phúc. Ngay từ ngày đầu, Stanley đã bắt anh nghiên cứu về những hệ thống năng lượng cao, những đề tài to lớn, quan trọng để phụng sự thế giới tương lai. Nhưng không lâu, anh hiểu ra rằng anh đang triển khai đầu đạn được hướng dẫn bằng tia laser. Anh tưởng rằng đó chỉ là lý thuyết, chỉ là thí nghiệm, nhưng anh đã lầm to. Rồi một ngày nọ, chỉ trong một tia chớp, một vũ khí mà chính anh triển khai đã giết rất nhiều người.
Khi đó anh vừa kết thúc phần việc của mình với bộ tổng tham mưu. Edgar có thuyết phục họ mở một cuộc hành quân mà hắn ta gọi là cuộc tập trận chiến thuật. Hắn được chấp nhận, hắn đứng ra chỉ huy, sử dụng những đầu đạn của anh. Hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngay cả trước khi hắn ta bắt đầu. Hắn cũng biết cách làm hài lòng thượng cấp. Một màn đếm xác thật đầy ấn tượng. John, anh không giết ai cả. Chính Edgar đã giết người. Thật là buồn cười. Anh cứ nghĩ là mình giết. Đó là điều mà anh muốn nghĩ. Và đó mới chính là vấn đề. Thật là sâu sắc. Cảm ơn bác sĩ. Tánh của anh cũng không phức tạp gì cho lắm. Em biết anh đã học được những gì không? Em biết cái gì làm anh sợ nhất không? Không, anh nói đi. Bất cứ gì cũng có thể biện minh được. Có vài điều chúng ta không phải biện minh. Chẳng hạn, em muốn kiểm soát được mọi chuyện, thì anh cũng thế. Nhưng có khi anh phải biết buông thả mình. Nhưng lỡ như anh không muốn buông thả mình thì sao? Em có thể ra lệnh cho anh. Em là thiếu tá mà. Nhưng lỡ như anh không biết buông xuôi thì sao nào? Thì em sẽ chỉ cho anh. Anh khỏe chứ? Anh đã nằm mơ. Về chuyện gì? Stanley Ship. Ông ta đang nghiên cứu một vũ khí. Anh nghĩ là mình biết ông ta sẽ làm gì kế tiếp. John, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Khi đó là vũ khí mà Ben đang tìm hiểu. Thì không phải chỉ là một giấc mơ. Đó là cơn sóng Lisbon. Anh sẽ báo với ai đây? Ai sẽ tin anh? Vậy thì chúng ta sẽ phải chặn ông ta lại. Chúng ta không thể chặn được. Chúng ta có thể làm cho ông ta chậm lại. Hoặc chúng ta có thể khử ông ta. Thật không tin nổi. Cả thế giới đang bị bắt làm con tin. Dân đúng thế. Ông có nghĩ là hắn ta thoát được cơn sóng vừa rồi không? Tôi cũng mong như thế. Cho đến khi tôi thấy được xác chết của hắn ta, tôi vẫn xem như hắn ta còn sống. Tiến sĩ Ship, ông phải chấp nhận rằng hắn là thủ phạm. Cứ nghĩ đến hai đầu đạn bắn được dưới nước mà hắn ta đã chế tạo ra. Chính tôi cũng biết sức tàn phá của nó như thế nào. Tôi cũng thế. Nhưng hắn muốn gì? $1 tỷ. Thật lố bịch. Làm sao mà hắn ta xài tiền đó được? Hắn là một tên giết người đang bị truy nã. Vì quyền lực, tiến sĩ Ship. Để làm gì? Để dùng nó. Để chơi đùa với nó. Con người chạy tán loạn, kinh hoàng. Không biết con quái vật này sắp tàn phát ở đâu. Ông nghĩ tôi sẽ để chuyện này xảy ra cho tôi sao? Hay cho đất nước tôi? Không bao giờ. Các ông ăn, ngủ, mơ, sống vì khoa học. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng đây không phải là khoa học. Không phải là chính trị. Và thậm chí không phải là kinh doanh. Đây là chuyện ai sẽ chỉ huy. Ai sẽ kiểm soát thế giới. Quyền lực. Ôi trời ơi, cậu John, John Wall làm thượng đế. Ôi không, tôi không tin. Không thể được. Ship đây. John, cậu ở đâu? Nghe nè. Tôi không biết cậu muốn gì nhưng cứ nói chuyện đi. Hắn đang điện thoại. Để số của Ship và truy hắn cho mau đi.
Lisbon, cậu nói chuyện gì thế? Bernard suy ra điều đó, nên ông giết ông ấy, rồi đến Clark. Ông tính giết bao nhiêu người nữa, Stanley? Cậu hãy tự xem mình là may mắn lắm rồi. Tôi à, ông nghĩ sao mà nói thế? Martin Clark vẫn còn sống đấy. Clark còn sống? Cái gì? John, tôi biết cậu không tin tụi quỷ đó. Vậy tại sao cậu không đến nộp mình cho tôi đi? Nộp mình cho ông mà. Gì thế, Stanley? Ăn cướp rồi. Chú ơi, tôi đã lầm to. Về chuyện gì? Hắn đã tìm ra cách để làm chuyện đó với đầu đạn của hắn. Tôi thật có lỗi. Tôi đã quên bẵng. Quên gì chứ? Quên là hắn đã học của tôi rất nhiều. Cô Lisbon là cái quỷ gì vậy? Năm 1755, một cơn sóng thần ập vào Bồ Đào Nha, 60.000 người chết. Và hắn ta đang muốn tái hiện lại điều này. Nộp mình cho tôi đi. Chẳng có lợi gì cho anh cả. Có người bên cạnh ông ta, Edgar phải không? Có lẽ vậy. Hắn ta rất cần tin rằng anh là thủ phạm. Và sếp đánh hơi được điều đó. Ông ta có thể cung cấp bất cứ điều gì hắn ta cần, chỉ để trừ khử anh. Giữa anh và Edgar có ân oán gì? Hắn là người mà anh đã bắt gặp ngủ với vợ anh đấy. Hắn đã phá vỡ hôn nhân của anh à? Cái nhà mình ở Denver có phải là của hắn không? Ôi, anh liều mạng thật. Hắn đã bán nó ngay sau khi vợ anh bỏ hắn. Anh chưa hề cho em biết tên cô ấy. Chẳng quan trọng gì. Em vẫn muốn biết. Nhỡ có khi em gặp cô ta, sẽ không xảy ra đâu. Vợ anh chết rồi. Cô ấy lái xe lao qua một vách núi ở Bristol. Edgar khai là hắn đi gặp cô ấy để nói chuyện về sống lại với nhau. Hắn nói là hôm ấy vợ anh có uống nhiều rượu. Họ có lời qua tiếng lại một ít. Rồi cô ta chạy đi bằng xe của Edgar. Nhân viên điều tra xác nhận rằng cô ta sai. Edgar có thể giật chìa khóa lại, hoặc đi theo cô ấy, hoặc làm bất cứ điều gì có thể ngăn lại. Nhưng hắn đã không làm thế. Em có biết tại sao không? Tại vì hắn ta bất cần. Hắn chỉ quan tâm đến mình hắn thôi. Tên cô ấy là Catherine. Anh phải đi lấy cái máy vi tính xách tay của em. Chi vậy? Anh cần phải chứng minh một vài điều cho người duy nhất mà có thể tin anh. Marlon Clark. Clark biết là anh không bắn anh ấy. Làm sao mình đến đó được? Không thể dùng taxi. Hình của tụi mình bị đưa lên cùng khắp nơi rồi. Anh sẽ trộm xe. Trộm xe à? Em đứng lùi lại đi. Anh có chắc là nó khóa không? Cuộc tranh luận John Wayne cùng Jesse Weaver tiếp tục trong khu vực. Nếu thấy họ, xin gọi số này. Ông bà cần chi ạ? À? Gặp Marlon Clark. Số nó quẹo tay trái, phòng số 9. Mấy người đi lộn phòng rồi. Clark, tôi không có bắn anh. Chính anh cũng biết vậy mà. Rồi sao? Đồ khốn nạn. Chính anh tạo ra sóng thần. Chúng tôi có thể chứng minh rằng John không phải là thủ phạm. Đừng nói với tôi. Nói với Edgar đi. Không, trước hết chúng tôi sẽ nói cho anh biết. Rồi anh sẽ nói cho ông ta biết. Ai đây? Tôi muốn anh xem cái này đã. Nào, nhìn đi. Nhìn đi.
Hãy tưởng tượng bao nhiêu sinh mạng được cứu nếu một con sóng thần thật to được tạo ra để quét sạch bờ biển Normandy. Tiến sĩ Schiff đã viết như thế, rồi sao? Cũng chẳng chứng minh được gì cả. Được rồi, được rồi. Thế anh có nhớ những gì Schiff đã nói tại hội nghị không? Vì Dulles, nhớ chứ. Tôi tưởng ông ta đặt chuyện cho đến khi tôi kiểm tra lại. Hay lắm, Clark. Ngay sau khi tôi rời hội nghị về nhà, có người gọi tôi. Giọng nói bên kia đầu dây nhắc lại đúng những điều mà Schiff đã viết trong tài liệu. Thôi đi, Warren. Stanley Schiff đã cống hiến cả đời mình cho cơ quan chúng tôi. Dân, và bây giờ ông ta muốn được đền bù. Sẽ biết chúng tôi đã truy ra tài liệu này. Ông ta ngắt ngang chúng tôi nửa chừng và bảo quan đến gặp ông ta tại tàu Queen Mary. Các người chỉ muốn tung thêm quả mù. Làm ơn nghe tôi hết đi. Tôi thiết kế chỉ có hai đầu đạn để dùng ở dưới biển. Cái thứ nhất bị hỏng, cái thứ hai tên là Mark 6. Đó là một tên lửa nhiệt hạt nhỏ điều khiển bằng máy vi tính. Sếp có mặt ở đó khi nó được thử nghiệm. Tầm hoạt động của tên lửa này khoảng 9.000 dặm. Clark, tôi tin rằng sếp đang dùng tên lửa Mark 6 đó để phá vỡ những ngọn núi dưới đáy biển, và chính điều đó đã tạo ra sóng thần. Cảm ơn đã cho tôi biết anh làm chuyện đó như thế nào. Không phải tôi. Nếu tôi chỉ cần được vào diện hải dương, tôi có thể dùng máy tính trung ương, tôi có thể dùng bộ điều khiển diệt để truy tìm những dấu vết phóng xạ. Anh nói lăng nhăng cái gì thế? Mỗi tên lửa diệt hạt nhỏ đều để dấu vết riêng của nó. Tôi biết mắt xích của tôi mà. Tôi biết những nhược điểm của nó mà. Dàn xếp đi, Clark. Gọi Edgar đi. Ông ta sẽ không giúp mấy người đâu. Cho dù mấy người sắp chết. Sẽ còn một trận sóng thần nữa. Khi nào? Và tôi cũng không làm được gì. Khốn nạn. Khốn nạn. Thôi dẹp đi, dẹp hết đi. Không phải anh ấy đâu. Tôi nợ Jesse, ra khỏi đây mau. Rồi đi mua một cái ống thở. Em sắp cần nó đây. Anh phải vào diện hải dương mới được. Khoan, dừng lại. Chúng ta không cần làm vậy nữa. Khoan đã, em làm gì thế? Em mang cái này lại cho Clark. Em sẽ mở máy sẵn cho anh ta để cho Clark tự tìm hiểu những gì anh đã làm. Anh ta không tin anh. Biết đâu anh ta sẽ nghe em. Này, chào Clark, mạnh giỏi. Ông Clark, nếu dòng có thể. Clark, chuyện gì thế? Cái gì? Ông Clark. Cô đã làm gì vậy? Ngưng đập rồi. Ngưng đập rồi. Tên lửa phải bắn thật nhanh, nhưng động cơ của nó dùng năng lượng hạt nhân nên lúc nào cũng để lại sau một luồng phóng xạ. Đó là cái mà chúng ta đang tìm. Được, em đã sẵn sàng. Bắt đầu máy quét nhiệt nha. Anh sẽ đi ngược về ngày 1 tháng 7 khi ngọn sóng thần đầu tiên xuất hiện để cho em nó chạy nhanh hơn.
Tốt, ngay đó. Em thấy không? Ngay đó, trận nổ hạt nhân của mình đấy. Trông có vẻ ít phóng xạ lắm. Dần, đó là tài riêng của Stanley. Nhưng ông ta vẫn không thể khử hết nổi, nên vẫn còn để lại một ít phóng xạ thằng dư. Nhìn kìa, sóng tần số 1 đang hướng thẳng về Nhật Bản. Anh sẽ đi ngược lại một giờ nữa để xem nó có thể tìm được tên lửa của mình không. Em thấy rồi chứ? Nó kìa. Ráng đi ngược lại chút xíu nữa đi, xem mình có thể thấy được ông ta bắn nó từ đâu không. Không thể được. Em thấy nó đi ngược về đâu rồi chứ? Ông ta bắn nó đi từ vùng biển này. Mình phải xem có phải là ông ta phóng tất cả mấy tên lửa này từ một nơi duy nhất không. Bertu Volata kìa. Đúng ngay một vị trí. Ở đâu bây giờ? Để em xem. 5 dặm từ bờ biển. Nhưng ngoài đó không có gì hết. Thật là vô lý. Điều đó chỉ là biển cả mênh mông thôi. Có thể là một chiếc tàu ngầm. Stanley Swift không có tàu ngầm. Mà cho dù có, nên vẫn phải để lại một vài dấu vết. John, lỡ như ông ta không làm chuyện này một mình. Một mình mà anh dám cá luôn cái trang trại đó. Anh đã cá mất tiêu rồi. Thôi nhìn nè, chúng ta biết Swift phóng nó đi từ đâu. Hãy thử xem chúng ta có thể đến gần hơn nữa không. Em có thể làm sắc nét hơn được không? Được không? Nữa đi. Nữa đi. Em hiểu ý của anh rồi đó. Đức có tàu ngầm thì bây giờ nó phải hiện ra rồi. Nữa đi. Dân, tốt, gần rồi. Một lần nữa thôi. Kìa, thật không sai. Anh đã nói hoài mà họ không chịu nghe. Nhưng cả khi tắt động cơ, tên lửa của anh cũng vẫn để lại một vệt phóng xạ mà. Không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ. Nó đến từ đâu vậy? Em có thể mở bản đồ địa hình của khu vực ra không? Có thể. Một bản đồ với tọa độ của thành phố và bờ biển. Dân, được rồi. Lạy Chúa, ở đâu thế? Đó là bãi tàu ngay kế bên du thuyền đánh cá ở cảng King Harbor. Và có Stanley Swift. Ông ta phóng nó từ đó sao? Anh không biết. Anh phải tìm cho ra. Anh phải đi qua đó. Anh phải tìm cách tiếp cận hệ thống điều khiển bằng vi tính. Không chừng anh có thể vô hiệu hóa nó trên đường đi. Là anh có thể chặn nó lại bằng một mệnh lệnh từ quỷ hoài. Anh muốn em mời Edgar đến đây. Anh muốn em gọi mọi người đến đây cho họ xem cái này. Em đưa nó lên màn ảnh lớn. Khi xong việc, em đến với anh ngay lập tức nhé. Lỡ như ông ta từ chối. Không đâu, hắn ta vẫn còn mong thủ phạm là anh mà. Anh ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Purcell đây. Purcell. Ai? Để cô ấy nói. Jessica Weaver muốn nói chuyện với tôi. Tên đứa này đã gây ra cơn sóng thần tại Nhật Bản. Còn tên đứa này là Puto Volata. Và cả hai đều được phóng ra từ một địa điểm ngay đó. Một bến tàu ở bãi Redondo. Nhìn kìa, một tên lửa hạt nhân khác đang được phóng đi. Lisbon. Có phải đó là tên mà Watt gọi cái này không?
Ông có chịu nghe chúng tôi nói không? Hay là chương trình riêng của ông thì quan trọng hơn là sự thật? Ông nói đi. Tôi không biết cô đang nói về chuyện gì, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nghe một sự thật thôi. Đó là người nào làm chuyện này và cô dính líu như thế nào? Đó là điều mà cô nên quan tâm tới. Chào anh, có thấy ông Stanley Ship đâu không? Không có trong thuyền của ông ta. Anh xem thử phòng kho của ông ấy đi. Cái nhà đỏ nhỏ dưới kia đó. Được, cảm ơn. Chuẩn bị, chúng ta đang gặp một tình huống khẩn cấp. Khi tôi biết địa điểm, tôi sẽ báo tin ngay. Gwen đang gài bẫy tụi mình, tôi biết chắc thế. Tên lửa đã bắn đi rồi. Lisbon không tiếp cận được. Lại đến lớp trễ nữa ông Gwen. Stanley, tên lửa đang phóng đi. Đừng làm chuyện này, Stanley. Đừng làm chuyện này. Đừng làm cái gì? Giết cậu à? Hay quét sạch San Diego? San Diego. Không chỉ một ngọn sóng mà là hai. Và ngày mai nữa là ba. Không hoàn toàn giống hệ thống điều kiện của cậu John thời còn trẻ, nhưng cũng hiệu quả lắm. Một chiếc thuyền không người lái. Ngoài kia, dưới biển cả mênh mông, nó thả kiện hang xuống, rồi dòng trở lại an toàn quay về bến. Cũng giống như những món đồ chơi thả trong bồn tắm khi mình còn nhỏ. Ôi trời ơi, Johnny. Họ tặng cho anh giải thưởng, nhưng họ sẽ nhớ đến tôi. Đúng ra họ sẽ nhớ đến cả hai chúng ta. Cậu nghĩ làm thế nào mà tôi có được những tên lửa đó? Tôi phải biết buôn bán chứ. Hệ thống điều khiển của tôi. Ông làm gì vậy? Stanley, đưa mật mã đây cho tôi. Đưa mật mã truy cập đây, Stanley.
đưa mật mã đây. Đứng yên hay là chết? Muộn quá rồi Johnny. Trận này sẽ làm họ quan tâm đấy. Và mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Stanley, đừng phóng nó. Tôi phải làm thôi. Stanley, tôi van xin ông đừng làm thế. Được rồi. Được rồi, được rồi. Edgar, Stanley. Ôi trời ơi, Stanley. Edgar, ông cũng biết là ông đã làm một chuyện vô cùng tai hại. Đứng yên, Wall. Anh đã bị bắt. Ông vừa quyết định số phận của 100.000 sinh mạng đấy. Không phải chỉ có một trận sống thần tôi đâu, mà là hai. Hai trận à? Dinh kìa. Đi khỏi nơi đó ngay. Và thế là mật mã truy cập cũng tiêu luôn rồi. Ông thấy cái này không? Ông thấy cái này ngay đây không? Tên lửa đó, nó đang lướt về một ngọn núi cách dưới biển. Khi nó bắn tan ngọn núi đó, chúng ta sẽ lãnh thêm một trận sóng thần nữa. Và trận này sẽ làm cho trận Lisbon giống như một cơn sóng cho mình lướt dáng vậy. John, anh phải chặn nó lại. Anh không làm được. Ra khỏi nơi đó ngay. Edgar, nếu ông muốn bắn tôi thì bắn ngay bây giờ đi. Còn không thì câm miệng lại. Ôi. Chịu thua rồi. Mình không làm nổi đâu. Không làm nổi đâu Jesse. Sống thần. Thử sống thần đi. Nhanh lên. Nhanh lên. One. Còn. Còn khoan. Phú sĩ. Không truy cập được. Vô ích thôi. Nào. Chịu thua rồi. Đập tan. Truy cập được. Ôi cảm ơn trời. Nào tiếp tục. Ôi thật là từ quỷ hoài sẽ không hiệu quả đâu. Anh không dùng lệnh từ quỷ hoài. Anh phải đổi hướng đi có tên lửa. Đổi hướng. Anh làm cái Edgar. Anh ta bảo ông im lặng đấy. Nếu nhanh có thể chuyển hướng tên lửa thứ nhì để cho nó đánh trúng mục tiêu từ một góc khác, anh có hy vọng tạo ra một cơn sóng đánh ngược lại với ngọn thứ nhất. Hai lực chống nhau. Cái gì thế? Cầm hồng đi Edgar. Nếu John có thể làm cho ngọn sóng thứ nhì đánh vào ngọn sóng thứ nhất, chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Anh làm được không? Lisbon. Hồi nào vậy? Năm nào vậy? Nhớ rồi. 1755. Ôi. Nào, nào, John, John à, nghỉ tay một chút đi. Ngừng lại đi. Phải rồi, mình còn nhiều thời gian quá mà. Juan, cố lên đi. Edgar, im lặng đi. Cái gì? Stanley mê cái gì nhất trên đời này? Ôi trời ơi, Jesse, cứ suy nghĩ đi. Rồi, ông ta mê khoa học. Ông ta muốn nổi tiếng và ông... giải Nobel. Giải Nobel. Vô ích. Khoan, dừng lại. Nghỉ một giây đi. Nhìn em nè. Hãy nhìn em đi. Cái ông ta ghét cái gì nhất? Ghét anh nhất. Dân. Ông ta ghét anh nhất. Won. Truy cập được. Trúng rồi. Nào. Bấm nút stop ngay đi. Ngay đây à? Được rồi.
tọa độ mới có rồi. Chúng ta nhắm vào mục tiêu đi. Nào, nhắm vào mục tiêu. Nào, đến gần rồi, nhanh lên, bắn đi, bắn đi. Nhanh lên, bắt đầu, 4, 3, nào, 2, được rồi, 1. Theo như tôi tính toán, chúng ta được ngồi hàng ghế đầu đấy. Cái gì đây? Cho anh đó. Thiệt sao? Dân. Này, sống ở kia như thế nào? Sống lớn, sống cao hay sống gì gì đó? Cho mấy ông lướt dáng à? Em dùng chữ sai rồi. Không. Này, anh thích nó không? Không. Này, em có thích chơi lướt sóng không? Em có muốn học lướt sóng không? Nó dễ thương lắm. Nhìn nó kìa.